Mới đây, Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo lấy ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, thay thế quyết định số 28/2014/QĐ-TTg để trình Thủ tướng xem xét quyết định. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 1 bậc, 3 bậc, 4 bậc và 5 bậc. Cụ thể, với phương án 1 bậc, có giá bằng mức điện giá bình quân hiện hành cho sinh hoạt là 1.897 đồng trên 1 kWh. Với phương án này, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 201 kWh một tháng trở lên, khoảng 6,7 triệu hộ. Tiền điện phải trả giảm từ 8.000 đến 330.000 đồng một hộ trên một tháng. Trong khi đó, hộ sử dụng từ 0 đến 200 kWh một tháng, khoảng 18,6 triệu hộ. Tiền điện trả tăng từ 17.000 đến 36.000 đồng một hộ một tháng. Số tiền ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội tăng lên do giá điện của bậc 1 được điều chỉnh tăng. Phương án 2 là rút từ 6 bậc như hiện nay thành 3 bậc. Trong đó, giá điện bậc 1 từ 0 đến 100 kWh, bậc 2 từ 101 đến 400 kWh và bậc 3 từ 401 kWh trở lên. Theo phương án này, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 301 kWh một tháng trở lên, khoảng 3,1 triệu hộ. Tiền điện phải trả giảm từ 45.000 đến 65.000 đồng trên một hộ một tháng. Trong khi đó, hộ sử dụng từ 0 đến 300 kWh một tháng, khoảng 22,3 triệu hộ. Tiền điện phải trả tăng từ 4.000 đến 30.000 đồng một hộ một tháng. Số tiền ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội tăng lên do giá điện của bậc 1 được điều chỉnh tăng. Kịch bản thứ 2 của phương án 5 bậc là giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt không đổi, gồm bậc 1 và bậc 2 với giá điện giữ nguyên theo bậc 1. Nhằm đảm bảo ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội không thay đổi. Phần doanh thu thiếu được bù vào bậc trên 700 kWh. Giá điện của bậc 1, 201 đến 400 kWh được gộp theo giá bình quân của bậc 4, 201 đến 300 kWh và bậc 5 từ 301 đến 400 kWh của giá điện cũ. Kịch bản này sẽ khiến tiền điện của các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 200 đến 300 kWh trên tháng, khoảng 3,6 triệu hộ, và từ 701 kWh một tháng trở lên, khoảng 0,5 triệu hộ, phải trả tăng thêm khoảng 6.000 đến 14.000 đồng một hộ một tháng. Các nhóm khách hàng khác được giảm tiền điện phải trả. Mức tăng giá giữa các bậc là không đồng đều. Sau khi đưa ra các phương án, Bộ Công Thương đề xuất chọn phương án điện 5 bậc thang theo kịch bản 1. Với lý do là mức tăng giá điện giữa các bậc ở mức hợp lý, đảm bảo toàn bộ số hộ có mức sử dụng điện dưới 700 kWh chiếm 98,2% tổng số hộ, có mức tiền điện không tăng hoặc giảm khi áp dụng biểu giá điện mới. Bộ Công Thương cho rằng các biểu giá điện nêu trên bảo đảm nguyên tắc hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo thuận lợi cho hộ sử dụng điện cũng như thuận lợi cho quản trị doanh nghiệp, đảm bảo nâng cao tính công khai minh bạch trong việc thực hiện giá bán điện, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và công bằng xã hội, khắc phục được tình trạng hóa đơn tiền điện biến động trong những tháng đổi mùa. Định hướng giảm bớt số bậc, thu hẹp biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt với số bậc phù hợp với chênh lệch hợp lý giá điện cho các bậc. Đề xuất này của Bộ Công Thương được chỉnh lý dựa trên tờ trình trước đó của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, thuê đơn vị tư vấn xây dựng và đưa ra lấy ý kiến hồi tháng 11 năm 2019. Khi đó, với phương án 5 bậc, nhóm nghiên cứu cho rằng phù hợp hơn cả với các mục tiêu định giá.